chào các bác. Hôm nay em giới thiệu về cái cây kiếm Thái lá sần. Ngày xưa mua kiếm Phan Chí bị nhầm từ rất lâu rồi, nhưng mà trong kinh doanh thì rất là khó để tránh khỏi cái việc đấy. May là nó ra được cây kiếm Thái, hoa nó màu đột biến vàng tuyền, chứ không thì còn rất là mệt. Với cả em chưa bán, chưa nở hoa như em chưa dám bán. Còn như các cây mà nở hoa rồi là em đều chia sẻ bán cho các bác, bán rất là nhiều. Nhưng như cây này đây thì nó là một cái cây kiếm Thái lá sần, thân lá thân thủ rất giống cây Phan Chí. Bởi vì em biết về cây Phan Chí, em đã quay video về nó đấy, thì các bác có thể xem và lựa cái video đấy các bác xem nhé. Thì các bác xem với những cái video đấy thì nó sẽ, các bác sẽ biết là cái cây này nó rất là thân thủ, nó rất giống cây Phan Chí, nó giống cây Phan Chí kinh khủng. Nhưng hoa nó thì may nó cũng ra được cái cây Thái này, chứ không phải ra cây mắm. Bởi vì thường thì theo sự nhận biết ấy, thì thân lá là một phần, nhưng nó cũng có cái mầm, cái ánh sáng của nó. Ví dụ như cái mầm đây em giới thiệu luôn các bác này. Đấy, mầm bé này nó rất là xanh. Nếu như mà nó mà là dạng mắm ấy, thì mầm đã bị tím và phẩy tím trên đỉnh này. Có nghĩa là dạng tím, hoa tím ấy, sẽ mầm phẩy tím ở đây. Nhưng cây này thì nó xanh lét, nó không có phẩy tí nào cả. Lá nó đầy thân củ rất to như Phan Chí vậy. Kiếm Thái đây lá vặn y như Phan Chí nhá. Lá vặn một bề này, nghiêng. Rất giống Phan Chí ra sần. Thì cây Phan Chí ra sần em cũng quay video ấy, thì các bác cùng ngắm cái cây đấy và các bác nhận biết rằng cái cây này thân thủ nó rất giống đây. Lá vặn, lá hơi vặn, rất lá rất to, lá hơi vặn, lá sần nhá. Chả khác gì cây Phan Chí cả, giống hệt. Trước em mua nhưng bị nhầm được Phan Chí giờ, bởi vì mình chưa nở hoa nên mình chẳng dám bán. Thế là cái cây này thì tự nhiên nuôi lại được thì bây giờ nó nở hoa. Bởi vì thân lá cái Phan Chí nó, cây này nó giống lắm, rất giống cái Phan Chí. Mà thân lá thì nó giống hệt, mầm nó cũng xanh, mầm xanh vàng như là cái cây Phan Chí vậy. Mà nó nở hoa ra một cái cây xanh Thái mà em chưa biết gọi nó cây gì, chỉ biết gọi nó là hoa xanh Thái thôi. Lá sần thì chẳng đẹp lắm, ít người chơi, bởi lá trông nó bị bệnh mà, ít người chơi cái này. Chứ còn đây thì em cũng giới thiệu sơ qua về cái hoa của nó, để các bác nhận biết rằng có một cái cây Thái này thân thủ của nó y như cây Phan Chí, nhưng nó là một cái cây hoa vàng tuyền đột biến An Ba. Cái này thì em nhìn thấy rất giống bông, nhiều bông của Thái khác. Nhưng mà mỗi bác thì là có một cái nhìn nhận một cây Thái khác. Như em thì nhìn thấy cái cây này hôm nay là nó nở ra thì nó là một cây rất là đẹp, chia hoa khá là đều, chùm hoa rất là dày. Hôm nay thì vì là trời mưa nên là quay cây này nó cũng không được đẹp lắm. Chứ còn nếu thực sự mà nó mà nắng ấy, thì nó một cây này xanh này cũng rất là đẹp. Nhưng vì thời tiết là do trời mưa đang ảnh hưởng cơn bão nên là không ấy được, hình nó không được đẹp lắm, nhưng nó cũng rất là sắc nét. Chia hoa cây này cũng rất là đều. Cái kiếm xanh Thái mà lá sần như này ấy, thì với những cây xanh Thái như này, lá sần, hoa cánh nó không phải là to, cánh nhỏ như này thì nó chỉ vài trăm nghìn củ thôi. Thì các bác có thể sưu tầm thêm, kiếm này rất là thơm. Các bác thì không xem video thì không thể biết được rằng là nó có thơm hay không. Nhưng mà cây này thì nó là một trong những cây khá là thơm. Và cũng có, chắc là cũng nhiều người có giống rồi. Nhưng mà nó không giống với những cái cây giống cây khác. Thì mọi người cũng thể hỏi mua xem về cái cây kiếm Thái này. Một trong những cây lá sần, chùm hoa khá dày, nhưng cánh nó hơi nhỏ, vì cần nó cũng nhỏ nên là cánh nó nhỏ. Cánh nó bé không to như là những cái cây kiếm khác. Nhưng mà những cái cây kiếm Thái thường thì nó cũng có một số cây rất là đẹp, chứ nó không phải như cây nào nó cũng như cây này đâu.
Thì các bác khi mà mua kiếm thái, bởi kiếm thái nó có rất nhiều loại. Chính vì là hoa người ta nở ra là không sự khác biệt nhiều ấy. Nó dứa nhau nó không biết gọi nó là cái nào, nên là ít người người ta chơi kiếm thái. Chơi kiếm Việt mình thì thân lá mình cũng có thể nhận ra được một số yếu tố, bởi vì cây Việt mình nó có ít cây ăn ba, ít cây mầm xanh ăn ba như này. Cây thái thì nó rất là nhiều, mà không biết là cây này thì nó là cây nhân mô hay chưa thì em gặp rất là ít, chưa gặp. Thì các bác có thể lựa, hoặc chơi cây thái này thì mình cứ lựa những cây nào mặt hoa mà có xuất hiện rồi ấy, thì mình mua giá hợp lý, đẹp thì mình mua thôi. Còn những cái cây nào mà nó giá nó quá cao thì thôi. Bởi vì thực ra cái dòng lá sần này, như cây này lá sần ấy, thì được ít, rất là ít người ta thích những cái cây lá sần này. Chủ yếu là những cái cây lá láng, lá trơn, thân thủ to, lá to thì mới thích. Nhưng cái cây xanh này thì nó cũng là một trong những cây xanh rất đẹp. Mới đầu nở thì nó xanh nhá, cây nào cũng vậy thôi, cây nào cũng thế. Quy luật của nó là mới đầu nở xanh, về sau nó sẽ vàng. Bất kể cái kiếm nào, kể cả xanh Huế hay những cái cây xanh thái khác, thì các bác cũng có thể biết được rằng là cây nào cũng như vậy thôi. Nhưng cây này là một trong cây cần hoa chia khá được. Và em cũng muốn các bác chơi nó, sưu tầm những cái cây này. Mặc dù giá trị nó cũng không cao, nhưng nó là một cái kiếm rất đẹp. Thân lá ngắn to đẹp như Phan Chí. Hoa thì nó hơi ngắn, cần bé. Hoa cần hoa dài khoảng tầm độ 60. Cánh nó nhỏ, bông nhỏ thôi. Bông thì nó như những cây cây khác, nhưng mà cánh bộ cánh của nó nhỏ. Vai xuôi. Nhưng trông cũng rất là xinh, cũng rất là hợp lý. Với giá thành của một cái cây An Ba này thì quá là rẻ. So với những cây An Ba ở Việt Nam mình thì Việt Nam mình có cây xanh Huế An Ba. Còn một số cây mới về sau đây thì em không rõ. Còn những cái cây Phan Chí hay cái cây Tây Ninh, Củ Chi thì đều là mấy cây lưỡi hồng ấy, thì là sơ mi An Ba, vì nó chưa được đột biến hết, lưỡi nó vẫn bị hồng. Còn như những cái cây lưỡi vàng như này là cái cây đột biến hết, lưỡi sạch, lưỡi xanh vàng hoặc lưỡi trắng đều là đột biến. Sơ mi An Ba chứ không phải là sơ mi An Ba. An Ba là đột biến hết, sơ mi là đột biến một nửa sơ mi. Thì dòng kiếm này thì cũng rất là được nhiều người ưa chuộng. Thì em cũng nhà em có cây nở hoa thì cũng muốn quay để các bác cùng xem và biết những cái cây này. Thì về sau có thể là nhìn mặt hoa này các bác biết rằng là cây này là cây thái, để các bác không bị nhầm mua nhầm thành hàng rừng. Giá cả thì nó hợp lý, đủ để các bác sưu tầm, hợp lý với người chơi. Mà cây này nó chia hoa rất là đẹp, mọi người cũng có thể thấy nó chia hoa rất là đều từ trên xuống dưới đây. Nó chia hoa rất đều và em nhìn khá là cân đối. Cần nó bé thì bông nó cũng bé, còn cần nó to thì bông nó sẽ to hơn, đúng không ạ? Nó như kiểu cây kiếm Huế thì cần bông to lắm, cần to bông to, nhưng chia hoa nó thì không đều như cái này cái độ chia hoa nó thì đẹp hơn, chia hoa nó khá đều, mọi người có thể nhìn thấy là khá đều từ trên xuống dưới. Đây là cái chậu lá sần rất là to, lá vách một nửa, giống hệt phó kiếm Phan Chí, lá sần lá vách một nửa rất là giống, và lá sần củ to, thân thủ to y như là cái cây Phan Chí vậy. Lúc em mua thì em cũng biết rằng là cái cây này nó là An Ba như này, mầm nó xanh lét ấy, thì nó dễ ra An Ba, khả năng đúng Phan Chí, nhưng mà mua thì bị nhặt. Thì nó ra một cái cây An Ba của Thái này, nhưng nó cũng là một cây rất là đẹp. Cây kiếm Thái này thì nó cũng là một cái cây, một trong những cây chia khá đẹp, thì mọi người có thể xem và mọi người nhận biết nhá. Chứ em thì cũng không phải là có cái nhã ý như nào cả, em chỉ muốn mọi người cùng nhận biết rằng là những cái bông này là bông Thái. Các bác lựa để không phải dính ở hàng rừng nếu như gặp những cái cây bông hoa như này. Đấy, quay chủ yếu là các bác biết thôi. Còn cây nào mà em bán thì sau này về nhân nhiều và nở hoa như em, hoa nó như nào thì em sẽ bán. Còn bởi vì nếu mà không đúng hoa bán, chưa nở hoa như em mà bán cho các bác thì bị nhầm rất là rắc rối. Và em thì không muốn là như vậy, em chỉ muốn là bán được cái cây cho các bác, xong các bác chăm là ra hoa nở đúng cái ý thích và cái yêu cầu của các bác khi các bác mua một cái cây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em, và hẹn gặp lại các bác vào những video sắp tới. Thì có những cái cây gì thì em sẽ đăng lên, cứ nở cái nào thì em có thời gian em quay thì em sẽ đăng lên. Nhưng mà nếu mà được trời nắng ấy thì nó sẽ rất là đẹp, còn như trời mưa đang cơn bão như này thì
nó sẽ không được đẹp lắm. Nhưng đây là một trong những cái cây xanh thái em thấy màu rất là đáng yêu và nhỏ, cần tăm, họ chia hoa rất là dày. Mọi người có thể tham khảo và sưu tầm. Cảm ơn các bác, em chào các bác, hẹn gặp lại các bác vào những video sau. Xin chào.